Hello, xin chào toàn thể tất cả mọi người đến với channel của mình nha. Hello mọi người. Rất là tuyệt vời với mọi người. Rất tuyệt vời. Đó, tại sao như vậy? Bởi vì nó rất là tuyệt vời với mọi người. Rất tuyệt vời với mọi người. Ok mọi người. Và hôm nay mình sẽ mang đến cho mọi người một loại cây khá là chất lượng anh em ạ. Cây này bán ngoài thị trường khá là đắt luôn, rất là đắt mà đắt lại còn được ít đấy chứ. Đấy, anh em trên đời loại cây rất hiếm nhiều anh em, đúng như cái giá trị của nó, ăn khá là ngon và rất nhiều chất anh em. Nhà mình trồng được cái cây này nhưng mà nhà mình không bán anh em ạ, nhà mình trồng để ăn cho nhà mình. Đấy. À, rất là ngon luôn anh em ạ. Xin giới thiệu với anh em cây hóa thiên lý nha anh nha. Cây hóa thiên lý. Cây hóa thiên lý anh em. Anh em ạ. Mình ba hơi ngứa tay anh em ạ. Ok anh em. Ok anh em. Rất tuyệt vời anh em. Mình có những người đồng đội thật là khốn nạn. Rất tuyệt vời anh em ạ. Và đây là cây hoa thiên lý nha anh em. Ngửi mùi trông đã ngửi thấy mùi công lý anh em ạ. Công lý phất phạm đâu đây, bởi vì nó đang thuộc về tay mình, chính tỏ mình người cầm quyền công lý. Mình xàm thôi chứ mình không biết mình nói được. Và hoa thiên lý thực sự rất là tuyệt vời luôn, ăn rất là ngon nha. Thiên lý ăn nên xào với mình món thịt anh em ạ, đặc biệt thịt bò. Ui mẹ ơi, tuyệt vời luôn anh em, tuyệt vời mặt trời luôn, quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Anh em ạ, tại sao anh em mà hôm nay chỉ đi một mình một súng anh em? Anh em không được mượn này à? Mà bình thường thì phải mỗi người phải hai súng anh em, bạn này chỉ một súng thì không hiểu là anh em ạ. Ai à, trong đấy là cả ngân hàng anh em ạ. Ngân hàng hoa thiên lý. Trong đấy chứa khoảng tầm 1,5 triệu để mình mua hoa thiên lý đấy. Anh ạ, bây giờ mình đã thử ăn cho anh em xem nha anh em nhá. Ui xịt thật đấy là. Mùi cái này cũng hơi thao thảo anh ạ. Mùi giống hoa cam thảo. Oh shit, ảo cái con. Mình đau mồm á. Đau mồm, tự nhiên mình cảm cảm phải cái môi trên rồi mình. Khi mình nhìn một cảnh tượng thì hãi hùng. Để cho anh em xử lý review ví của mình. Anh em đã biết rồi, thì mình hôm trước cùng anh em. Ok anh em. Để cho anh em xem số tiền ở trong này. Đây tờ 500. Anh em ạ. Wow, anh em ạ, mình sẽ ăn đây anh em. Sao số toàn tiền mình đi vay, rất buồn. Bóc phút. Rất là ngon nha anh em. Mặc dù ăn hơi chát chát nhưng mình vẫn cảm thấy vị mùi rất là thơm ở quanh đây anh em ạ. Ăn còn có vị khá ngọt ngọt đấy, khá ghen tị anh em ạ. Đầu tiên mình sẽ kể anh em nghe, anh em hãy trầm một lát thôi, vài phút thôi, mình sẽ kể anh em nghe một câu chuyện rất là buồn. Mình có cảm giác giống như mình đang ngồi tỷ phú xong mình một phát mình trở thành một dân nghèo anh em ạ, rất buồn. Kể để cho anh em cũng biết là mình như nào ấy, rất buồn luôn. Và
Và anh em hãy thử ra xem anh kia có kịch gì không anh em. Hãy xin anh em. 98 em. Anh ấy chuẩn bị đi du học Úc anh em ạ. Đừng đùa. Đùa anh em ạ. Phải cả cứt 98 anh em ạ. Ok anh em, rất là ngon rồi anh em. Biết là anh em ạ, hay là khi tôi bị lừa, nếu bị lừa tôi sẽ lấy hoa thiên lý tôi đập thẳng vào mặt để có thể ok anh em, rất ngon và tuyệt vời đúng không anh em, rất ngon và tuyệt vời. Trời ơi, anh em chờ tôi một lát, tôi đã sắp xong video ăn rất là ngon rồi anh em. Phải gọi là hoa thiên lý này mình khuyên anh em là nếu mà nhà làm mà trồng được ấy thì tốt nhất là cứ giữ lại mà ăn thôi, chứ hoa thiên lý này cũng anh em nói chung là bán nhiều cũng không có đâu, bởi hoa thiên lý ra rất ít nha anh em nhé, ra rất ít, là một cái cây cũng ra rất ít nên là có thì cứ giữ lấy mà ăn, bởi ăn ngoài rất là tốt anh em. Ok anh em. Và video mình kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em video kế tiếp nha. Bye bye anh em.